gặp em đấy. Rồi mở mở luôn, mở cam, mở cam luôn. Cái này mới gọi là nội soi nè. Là anh qua đây anh nhìn thấy được là này vừa làm vừa soi trong này anh xem không? Khỏi em cứ làm. Đến cái khúc hồi nãy nè. Mà bay mất cục mỡ nè. Xuống dưới kia luôn á, đánh bay ra hết. Thu cam về vô. Em đánh maximum ra được mấy bao nhiêu mét nhỉ? Trời ơi, không coi. Con này hả? À, con này 20 mét. Nhưng mà ống anh đâu có hết đâu. Đâu cũng nằm. Tôi lấy cái lò xo tôi quay á, tôi quay 15 mét là tôi quay chưa tới gì chứ. Chứ gì đâu. Rồi, lò xuống hầm mà đầu cam. Đúng rồi, anh không có cảm nhận được thì làm sao biết nó xuống hầm rồi. Nè nè, xuống hầm nè.
Là cái hầm, là cái hầm chặn đó đúng không? Cái hầm bảy, cái hầm bảy mở. Ừ. Hầm đâu cũng giữa giữa nè. Tại vì anh cầm nó kia anh đâu phải làm nghề đâu, nó cảm giác được nó đúng là rồi, co rồi. Hay tê hay là hầm đâu. Ừ. Rồi 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 cúc này nè. Còn tụi em mới cầm vô cái sợi dây là tụi em biết nó xuống hầm, xuống hố. À cái này là nhìn thấy trơn. Thấy rồi. Thu về xíu đó. Thu về xíu nữa. Rồi. Đó 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 tới đúng đó. Từ 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 cái cọng dây xích nó lọt xuống hầm rồi nó đi trước rồi. Mình để ngay chỗ trực tiếp nó, mình bào nó luôn rồi nó còn chưa nhanh, nó mỏng dần dần á. Lấy cái hơi thở lấy gì mà chặt rồi. Đó, nó cứng, kinh khủng rồi. Cái cọng xích này nó đang quay, anh đưa tay vô là gãy tay luôn á. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Mà nó lên màu vàng, mình tháp rồi đó. Mười mấy năm rồi mà. Cái thời gian gần đây hàng dày này mà nó bị nó thổi được đâu khoảng 4 năm tháng đúng. Xả nước mạnh mạnh chút đi. Nhưng mà khách hàng khi bớt biết đến tụi em rồi thì đâu có gọi vô chỗ khác nữa đúng không? Chắc chắn rồi, làm em làm như thế này là anh hoàn toàn bị thuyết phục rồi đó. Khách hàng mà khi một khi đã làm ở bên tụi em trong ý tưởng của anh á, lúc mà kia nó thổi thịt 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 đó là tao nghĩ cái này nè, tao nghĩ ra cái này nè, nhưng mà anh không có nghĩ chạy xích. Anh nghĩ là nó sẽ dùng cái này mà đánh bằng, anh nghĩ là anh dùng những cái cá như con mèo vậy đó. Ví dụ như mình về thì cũng sai ống cái người sáng người chúng mình là nó tương ứng vậy, nó không có bào quay với cái tốc độ vừa phải, nó không bào là đầy ống nhiều, nhưng mà nó đâu qua co được anh. Đúng rồi, nó đâu qua co được. Còn thằng này khi nó qua co là còn dây xích tự động nó tấm lại, khi chừng nào nó quay là nó mới bung ra đây. Chế ra một cái phương tiện này. Mà thậm chí trong đầu anh còn suy nghĩ là cái con robot chế của cái con robot nhỏ để nó bò trong ống đó. Chứ mình không phải lăn như vậy đâu.
nó bám vào thành ống nó bò á. Ừ. Đó, muốn hết rồi nè. Chút xíu nè. Rồi, ok. Ok nha anh. Rồi, được rồi đó. Đó. Rồi, đến luôn rồi. Đó, cứ thầm luôn rồi. Làm cái lần này rồi. Lâu lắm đó, nó gặp lại. Rồi, cái cạnh nghiệp mang rồi. Rồi, 3 phút